ông chích thử coi. No. No. Cá cho nó bị cá lộn gì mày. No. Vô cái ổ ghê thiệt. No. Thác lát mày đó. Đây thì thả hầm với hai con luôn. Mới rạch nó chưa thuốc hả? Thuốc cá hả? Thuốc. Mẹ đổ cái chết sạch. Đổ bắt làm gì? Lụm bắt nổi lên, nổi đầu luôn. Chết. Mẹ chết dứt luôn á. Má dừng thuốc giấc đêm, thuốc tới sáng mà chết sạch. Dạ hết đó em. Ừ. Chạy ngang cái rạch một cái là tàu vô nước rồng á. Dữ
phải đổi tài vậy đâu. Quá cả khủng khiếp, cá giăng lưới gỡ mới đã đó. Lưới gỡ nữa kìa. Có. Gỡ mệt. Thì lũ hết á, chơi có con câu 2-3 cây luôn. Nay ngán câu rồi. Không có đâu, nó rơi chết. Bình này mình xài hư để mấy máy nổi mày. Chỉ nhớ cầm không lâu á. Mình mới về máy nổi cũ là mình nổi. Mình xài hư rồi dục luôn hả? Đó. Mục tiêu là đá nó không được rồi đó. Cái gì vậy? Hổi mè. Mè hay chắc. Tu quá cá. Đó là cá bùi luôn. Tao thấy nó đập rồi. Có lóc là làm không kịp là mất. Hả? Có lóc là không kịp là mất. Chữa thông luôn cũng chết được, mày không biết móc vô mày bên chết luôn. Móc vô ừ. Đã qua chết một đống cái gì làm gì phơi khô á. Thấy nó chết cả nhỏ cả lớn gì nó không có. Nó sạch luôn. Giấc bỏ sụt rồi chết. Ủa cái chất tròn này bắt nó đi nhỏ nhỏ. Nhỏ gì chơi nó cuối chưa chết à. Nước này chết nó đi. Nước rồi mẹ nó thuốc cái rồi cũng như không má rồi đó nó xuống đó, mới mấy bữa đó mới giật nó thuốc mẹ rồi cái rồi không luôn hả, không thỉnh luôn, không có răng lưới luôn. Không ai không bắt thì bắt cái hình thiệt. Ở đây không ai đánh bằng bơm hết, nó đậu cái chim nổi nổ luôn. Chứ không có con gì mày không gì ngoài sông chắc nhiều lắm hết nè. Không lớn. Ừ. Nó rộng quá. Mãi là nàng qua. Ừ, cái nàng qua dữ lắm. Đấy, nó nàng lưới á. Nó mấy cá hồi nãy phi cái mè này mà rồi giăng lưới gỡ cái đá luôn. Cái mè. Lưới ba mè kìa. Ừ. Cái mè giăng lưới ba mặt cái lưới rồi tung rách luôn. Thông dinh. Đúc đầu vô ra. Mà dính rỡ mệt. Dỡ được từ dưới sao lại đây. Đấy. Khủng mày. Không chết mày. Thả gì đó làm gì. Ăn hay nói gì. Phá gì đâu. Ăn cái quỷ đó. Nước quá. Ngon mày. Ngon mày. Cá thì dùng nửa ký rồi. Má nhiêu đó đi đăng nữa. Má. Má cực cực cần chết luôn hơn. Cái thằng đông này bự bự không ơi. Giấc ăn, bự giấc ăn.
Thôi tốt quá. Cho một vòng hay ăn hả? Đó lượm đi. Đủ. Đồ hay á. Khéo rồi đó. Nó đồ. Khéo hơn nãy đó. Đầu thích cái nghề. Đồ quá. Má cái này giăng lưới cái đường này trời ơi chắc đã lắm đâu. Ừ. Đi chích rồi có cá lên thì thấy mê giờ chích luôn luôn chứ cá. Hai trăm thước lưới ba mặt nữa. Không nhận đâu một cây gì. Không chết cái đâu cũng phút. Phút nó đem không ạ? Ừ. Bắt được hết đâu, bắt gì mớ cá à. Thuốc nữa, thuốc rải mày. Không biết. Đổ thuốc rồi mà nghe nó nói là thuốc sâu hay gì á, sâu chanh á. Cây chanh á. Không mày có thằng hay thằng không có nhiều. Ở đâu lại chứ không phải đây thuốc. Nghe người ta nói nó đâu vô lòng với á. Nó bắt cái cá của gia chị cái lăng cái leo rồi. Cái trăm ngàn ký, trăm hai, trăm ba không. Mình chết hết mấy cá kia luôn à. Cái mẹ nó đâu bắt đâu. Chết dứt. Cái đợt mà mùa nước tên giật cái chạch còn lên luôn mà. Có ông lụm một hai tay. Cái chạch lên luôn mà. Bà tổng còn tổng nước mà như ma. Biết cỡ nào. Sáng này là còn mót rồi được cỡ nửa thao rồi đó. Không nói chán rồi đó chứ. Nghe nói trong đầu nó là cái đâm con sông nó ngãi đi con. Đi cái vòng. Làm đêm mấy triệu bạc. Cái vòng người làm bằng đồng mà cứng vậy. Nó không có chích rồi nó vậy đó, inox chứ. Inox hả? Ừ. Chích rồi vậy. Tiêu. Cái trắng quá trời ơi. Có cái đồng tông bự vớt đi. Vớt vớt đồng tông bự luôn. Vớt đồng tông bự gì? To rồi. Còn nước nó chạy vậy ta? Chưa. Có nào bố trì vô tới bố trì gì tới tháng 3 triệu mấy nữa. Mà dân nó không chịu lắp mấy cái cống kia mà dễ gì nữa. Lắp cái giếng kia kìa. Mình nước mắc lắm rồi. Ừ mắc lắm. Mốt lên độc quyền rồi nó lên 20 ngàn khối luôn rồi chết luôn. Ngàn khối mà phèn không chứ gì. Phèn không có phèn này, nó lập trong phèn rồi mà nó tại thời gian á. Ừ. Nó nâng giá lên chết luôn. Nó nó vớt con cá đó luôn. Dục lại thôi nó ơi. Vớt từng vớt. Ừ, tối hạ của ông luôn rồi. Quá trời quá. Nó mà xong này nhắn lưới. Ừ. Nó xong rồi lúc này cũng xuống tắm nữa kìa. Thèm con này là sạch rồi đó. Xong rồi nhà cái nước chảy tới ngày đâu dơ vậy. Chứ đâu mới là mày cổ nước chảy à. Mấy người đuôi dịch nó dơ long thần luôn. Nó trời ơi, mày phải chết luôn, tệ quá. Cái gì? Ủa, con cá bự khủng khiếp. Thấy đâu. Người là cái vỗ nước chảy vậy nè, cá nó nhiều quá. Nó lên. Nó lại mồi xuống á đớp. Rút lên thả. Thôi thôi. Con cá vô. Thôi đâu. Bóp đi bóp lại bóp vô. Có đâu không thằng ơi. Đó mấy lụm nó. Nó đồ. Nó trâu. Đấy con. Từ từ đi nó chạy đâu. Nó trong đó chạy gì nữa. Từ từ đây hỏi nổi à. Nó chết kìa. Nó rất lớn luôn, còn con á. Còn có mè. Có mấy cái lụm trong thà nó nhiều lắm á. Có khi cái lắp rồi. Nhiều lắm. Từ từ nó bóc còn vô. Từ từ cho nổi đi nó mới ra đâu. Ra thì được, ra. Bớt quá nó lủi luôn dưới. Nhấp nhấp thôi. Đó rồi. Từ đây. Hỏi nổi à. Thọt ai cho mò đi. Nghe giống cái lá này nè. Có mẹ.
Đây, ổ nó chốt. Ôi nó là mày mất quá. Ê nè nè nè. Ra ngoài rồi nè. Ra trong cuối. Rồi nó mới chơi 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 luôn á. Chìm ơi. Ghê có con cường hay gì á nhí. Đậu luôn. Đậu lâu chưa? Đậu rạch kia không được nè. Đậy nó vô. Vô nó biến vô khó. Nhanh quá nó đủ lên kẹp luôn. Trời, cái rương không có bệnh. Nè. Cái rương không có bệnh. Đâu, mùi bẹp, mùi bẹp, mùi bẹp. Mùi xong cái cách cá gì bự bự không? Cá đâu? Không gì nổi. Quá mọi người. Đầu mà. Mấy con cá các bạn cái nãy em theo người ta chích nè. Có chốt còn. Người ta cho nè các bạn. Nãy đi đi làm về rồi thấy người ta chích, cái xin đi theo coi. Coi rồi thấy tụi nhỏ chích á, theo coi. Vậy. Người ta cho xin mấy con cá gì ăn các bạn, cá này cá mè. Ừ.